thương cho tấm thân cơ hàng nụ nhằm nhìn con đỏ sáng ngang đồng vàng ngày hóa cho ta khi trên xe hoa ai đón đường đông thiên từ đây đến còn để lại một mình thân gầy héo non cùng tình năm xưa chẳng còn nhưng sao em lại giờ tấm lòng son sau mỗi tình không vội vai tiếc cho duyên phận mình ngàn em trai từng chiều cô liêu buồn đắng yêu lẽ lo chỉ tôi với cánh diều tháng năm được ngày chờ đêm trăng nhưng sao. Ok, xin chào tất cả mọi người. Một ngày cuối ba răng xin giới thiệu với tất cả mọi người là mẫu xe ba bánh chế từ xe máy mà đơn vị bên em vừa gióng hoàn thiện cho một anh khách ở quê hương Nghệ An. Các bác mà có nhu cầu sử dụng với dòng xe này và các dòng sản phẩm khác bên em thì mọi người liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho em là quý ba răng 0364011683 hoặc số điện thoại là 0983198883 nhé. Đầu tiên em sẽ quay qua cái ngoại quan của xe và một lát nữa em sẽ nói chi tiết phần số và phần máy, phần khung xe dành cho những bác nào mua phụ tùng thì bên em cũng có cung cấp lẻ phụ tùng về để các bác có thể tự chế nhé. Phần thiết kế thùng xe được thiết kế phần rộng và dài là dùng để chở nước, chiều rộng có thể chở 4 bình nước và chiều dài là 6 bình nước, tương đương với kích thước là rộng 1m2 x 2m1. Phần thiết kế thùng xe là thùng mở lật tay, đấy, có thể lật lên sửa chữa kiểm tra, và phần thành thùng là có thể mở lật 3 mặt. Khi bác mà dốc bốc dỡ hàng hóa được cũng khá là thuận tiện dễ dàng. Phần thiết kế đầu xe là có hệ thống mái che đầy đủ và gương chiếu hậu đảm bảo khi mọi người vận hành xe là có thể quan sát hết khu vực phía sau. Phần đầu xe hiện tại đây là sử dụng đầu xe là con Way RX. Ngoài ra thì có mọi người có thể đồ chế từ nhiều dòng xe khác nhau, Way Jim Cook Queen. Đấy. Và đặc biệt thì cái đầu xe này là sử dụng 4 phuộc gia tăng cái độ chắc chắn khi mà mọi người vận hành xe. Nó đi nó dễ dàng hơn. Phần số đặc biệt ở cái xe này là sử dụng số là số tay hoàn toàn. Thì anh này anh mua về cho bố anh sử dụng là bác thì có một chút khiếm khuyết về cơ thể nên toàn bộ số này em đã chuyển hết thành số tay, từ tiến lùi, số phụ, rồi số máy, phanh tay, rồi phanh chân là sử dụng số tay hết. Đấy, mọi người có thể tham khảo về cái cách thiết kế xe như thế này, sử dụng khá là thuận tiện và cũng khá là hay đấy. Phần phuộc trước thì em đã hàn và gia công thêm cái phuộc sau chuyển sang trước để gia tăng cái độ chắc chắn của xe. Đấy, thì sau đây em sẽ quay qua về cái phần khung xe để các bác có thể tham khảo. Phần thùng là thùng mở lật tay. Đấy, mọi người có thể lật lên kiểm tra sửa chữa cũng khá là thuận tiện. Đây là cái phần thiết kế của khung xe. Khung xe này thì bên em đã chỉnh chu làm lại cũng khá là chi tiết rồi. Đấy, có video hướng dẫn làm và có phụ tùng bán lẻ cho các bác nào mà đam mê chế cháo. Đây là cái phần thiết kế khung của bệ của xe. Đấy, toàn bộ máy là được đặt trên một cái khung giá. Mỗi cái bộ giá này thì nó có do xo giảm giật, đấy, chống rung chống giật khi mà mọi người vận hành máy. Và con này là sử dụng là máy Honda Future 125 dòng FI nhá. Bác này bác yêu cầu phải là dòng máy FI mới được. Máy này thì quá khỏe, quá tuyệt vời rồi. Dòng đóng dòng cao cấp nhá. Bình xăng là được thiết kế dưới cái phần ghế ngồi. Đấy, mọi người sử dụng có thể lật lên và bơm xăng vào. Đây là phần thiết kế khung xe này. Các bác làm mua phụ tùng bên em nhé thì bên em sẽ có video hướng dẫn làm và có hỗ trợ các bác làm xe qua video, qua Zalo. Đây phần hệ thống chuyển động. Hệ thống chuyển động của xe là chạy trục cân đăng, chuyển động từ máy số lùi rồi chuyển động trục cân đăng đến số phụ. Số phụ này thì em nói khá nhiều rồi, nó có chức năng là hỗ trợ tăng tải hoặc là mọi người leo dốc đèo đèo thì nó hỗ trợ khá là tốt. Rồi, hệ thống chuyển động từ số phụ qua đến cầu và chuyển động bánh. Phần nhíp là sử dụng nhíp 5 lá dài 72 và có hệ thống chống kịch. Con này thì bác yêu cầu chở tầm 5 tạ thôi, nhưng mà thiết kế xe như thế này có thể chở tầm 1 tấn là ok. Có thiết kế chống kịch. Các phụ kiện đầy đủ, nếu mà các bác là mua phụ tùng thì bên em sẽ cung cấp từ A đến Z. Thì bác về các bác chỉ việc làm phần khung thôi. Đấy, tốt nhất là những các bác nào ở xa ấy, thì mình có tay nghề cơ khí thì bác nhìn khung như này
thì bác cũng có thể làm dễ dàng thuận tiện thôi. Đấy, phần thiết kế bánh xe, bánh sau là sử dụng bánh 500/12. Các bác nào mua khung xe thì bên em cũng có làm khung xe luôn cho nhá. Ok, mọi người có nhu cầu sử dụng đặt xe, mua phụ tùng, tham khảo thiết kế thì mọi người liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho em. Xin chào tất cả mọi người.